lắp cho anh em xem. Anh lên đi anh. Em biết rồi, thì chân cho sạch. Đấy, rất là cẩn thận anh người. Anh phải học mình lên xe là mình phải dắm vào đây này. Đấy, lên xe là phải dắm vào đây các bạn nhá, cho nó sạch nhá, không để bẩn xe của anh đi đường đấy. Anh xoay em vào này ra phát anh. Đấy, hàng Việt Nam thì nó sẽ toàn bộ sử dụng quả đấm này, nhưng mà đây là hàng phiên bản của châu Âu. Các bạn muốn lắp được thì các bạn rất đơn giản thôi. Đầu tiên là anh em xoay vào này ra giúp mình nhá. Đấy, các bạn xoay ra giúp mình này. Đấy, ok cho các bạn. Ra giúp mình. Đó, sau đó thì anh trai cầm cái kim bẻ hết cho em này đi phát. Đấy, anh bẻ cụt cái nhựa cho em. Đấy, sau đó anh em bẻ cụt, anh bẻ cụt hết luôn, bẻ cụt hết cái này luôn cho em. Đấy, anh, vừa đúng rồi, anh bẻ hết cho em. Đúng rồi, vì xe Việt Nam mình nó sẽ không vừa. Đấy, anh bẻ hết cho em. Đấy, các bạn bẻ, các bạn cắt thì tùy các bạn nhá. Đấy, các bạn bẻ, cắt thì tùy. Các bạn bẻ cụt đi cho mình, cụt hết đi luôn. Xe này là xe của nhập khẩu thì là nó sẽ có quả đấm như này. Anh em nào chạy được 204 này, 206 xe nhập khẩu các bạn sẽ biết là quả đấm số này là đúng theo xe luôn. Còn xe Việt Nam thì nó sẽ thay bằng cái quả đấm số vừa rồi anh ấy tháo ra đây các bạn ạ. À, xe Việt Nam thì toàn bộ dùng cái quả này. Đấy, nhưng mà xe Tây thì nó sẽ dùng quả kia. Còn nó là của xe của các bạn luôn nhá. Cửa số là vừa luôn nhá, không phải chế cháo nhá. Cửa số là đúng cửa số lùi trước này, số 1 là 2 3 4 này. Đấy, các bạn bẻ và các bạn cắt thì tùy. Mình cầm kia mình cắt nó nhanh, bẻ nó nhanh các bạn. Đó, các bạn thấy không? Bẻ cụt đi phát là nó sẽ xong luôn. Anh bẻ đi tí cho em, anh ngang kìm mình bẻ đi tí cho em phát, cho nó cụt hẳn, cho nó vào sâu. À, có nghĩa các bạn phải bẻ làm sao cho nó bằng mặt cái sắt ở dưới luôn các bạn nhé. Thì là anh em sẽ ấn sâu là xuống là phát là xong luôn. Rất là đơn giản đó các bạn. Đây là quả đấm số. Anh em mua thì anh em nếu báo mình là đây là quả đấm số châu Âu nhá. Xe Hyundai vì xuất sang châu Âu thì nó mới có cái dạng quả đấm số này. Còn châu Á thì nó sẽ không có. Châu Á thì nó sẽ toàn bộ là quả nhựa này thôi. Ok được chưa anh? Nó gân cù là được rồi anh ạ. Ok, anh xoáy đây cho em phát. Đấy, mình xin nói lại các bạn là trong này nó sẽ không có gen đâu các bạn nhá. Khi các bạn xoáy vào thế tự nó tạo gen. Ok, anh vừa xoáy vừa ấn cho em phát, khi nào chặt thì thôi. Đấy, anh vừa xoáy vừa ấn. Anh vừa xoáy đi, anh vừa ấn, ấn mạnh xuống anh ạ, để tạo gen đấy. Đó các bạn thấy không? Đấy các bạn thấy không? Các bạn nghe, các bạn vừa ấn vừa xoáy thì tự tạo gen, khi nào chặt thì thôi. Đấy, khi nào chặt thì thôi anh ạ, anh đừng quá ấy. Khi nào anh ấn mạnh cho em phát, chặt thì thôi. Một hai lực rồi anh ạ, cho chặt thì thôi. Đấy. Chiều kia đúng không anh? Chiều kia chứ. Anh phải cho chiều kia rồi. Ok, đấy, thế là xong. Anh cho cái chùm này lên cho anh nó đẹp. Anh lồng nó lên, lồng lên đến đây mới đúng của nó đấy. Anh phải lồng nó lên trên cổ này nó mới đúng của nó. Đấy. Nữa đi anh, nó phải lên nữa nó mới đúng của nó. Đấy, nó đúng cổ, nó che cổ đi nó mới đẹp. Đấy, các bạn thấy không? Cái này của anh bị vỡ một góc này. Ok anh ơi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, anh vào thử. Anh vào thử đi anh. Chắc chưa anh? Nếu mà lòng thì anh xoáy thêm. Nếu mà lòng thì anh xoáy thêm một hai lực nữa. Các bạn vừa ấn vừa xoáy cho mình nhé, cho nó chặt. Nếu mà lòng thì anh có bây giờ xe chạy luôn à anh? Nếu mà về mà lòng nhá thì nó sẽ có hai phương án. Một là anh có keo silicone là keo con chó ấy, anh bơm vào bên trong cho em, xong anh xoáy lại anh để qua đêm. Chứ bây giờ em bơm keo cho anh được thôi, nhưng mà nó không ăn được tầm này vì anh còn phải lắc lư chạy. Bơm keo silicone là keo con chó là chấm hết luôn, chắc chắn luôn. Đấy, đấy các bạn thấy không? Ok luôn. Đấy. Cầm rất thích các bạn nha, cầm nó đúng theo chiều tay luôn ấy, chứ nó không tròn tròn như quả này đâu các bạn ạ. Tầm thì hết rồi đấy anh ạ, tầm thì hết rồi. Hết tầm rồi, nhưng mà vấn đề là nó bị lỏng thì anh lại phải thêm rồi anh ạ. Đây đợi em tí nhá. Bắn sau. Đấy, ngon luôn. Chắc các bạn ạ, à, bỏ cái này ra thì nó sâu được hơn. Anh em bỏ cái căn này ra thì nó sẽ được mấy gen nữa các bạn nhé. Hoặc anh em về cho căn thì xử lý xong. Đấy, ok cho các bạn. Châu Âu. Rất là ngon luôn. Cảm ơn anh trai rất nhiều nhá. Đây, giờ mình sẽ bơm ra anh ấy một ít keo.